hàng là thành công của chúng tôi. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để hoàn thiện và đào tạo cho trung tâm chăm sóc xe với công đoàn Auto có địa chỉ tại ngã tư Trần Cao Vân và Nguyễn Hoàng. Và toàn bộ thiết bị, hóa chất, dụng cụ của trung tâm với tổng chi phí đầu tư là gần 300 triệu. Thì mời quý vị và các bạn cùng mình vào trong, mình sẽ giới thiệu chi tiết về các thiết bị và dụng cụ hóa chất do công ty Uni Việt đã setup cho trung tâm tại đây. Ở đây anh Đoàn đang có đầu tư một chiếc cầu nâng một trụ với mặt bàn âm đèn cánh bướm để phục vụ cho việc vệ sinh gầm và rửa xe. Ở khu vực rửa xe có được đầu tư thêm một chiếc tay quay 360 được lắp đặt bên trên phía chờ cầu nâng một trụ, giúp anh em rửa xe sẽ nhàn hơn và công việc không vất vả nữa, và tránh được hiện tượng là hao mòn dây khi anh em phải kéo lê dây dưới mặt sàn. Và ở khu vực rửa xe thì không thể thiếu được một dụng cụ, đó là dụng cụ để tạo bọt. Ở đây mình đang cấp cho anh Đoàn một chiếc bình bọt tuyết hiệu Palat với dung tích bình chứa là 40 lít để phục vụ cho việc tạo bọt phủ lên bề mặt sơn xe khi vệ sinh xe. Và tiến vào bên trong là khu vực đặt bình chứa dầu của cầu nâng một trụ, và bên trên là đặt máy rửa xe. Ở đây sau khi đã tìm hiểu về thị trường và mong muốn có tính ổn định cao cho công việc, đỡ phải lo ngại khi máy rửa xe bị trục trặc trong lúc anh em thợ đang thi công, thì anh Đoàn có quyết định đầu tư một chiếc máy rửa xe Mazoni được công ty Uni Việt nhập khẩu trực tiếp từ Ý với model là KC4005, sử dụng điện 3 pha, công suất motor là 5,5 kW cho áp lực nước tối đa ra là 230. Bên này là khu vực kệ trưng bày để hóa chất. Thì toàn bộ hóa chất chăm sóc xe của anh Đoàn ở đây do công ty Uni Việt cung cấp, được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ bởi hãng Bare Product. Hóa chất về rửa xe, rửa khoang máy, dọn nội thất, vệ sinh bề mặt sơn, đánh bóng phủ ceramic và các hóa chất cho những dụng cụ, cho so những dịch vụ gia tăng của trung tâm, và các bình nhựa để chiết hóa chất. Và vào bên trong này là khu vực lau khô hút bụi làm nội thất. Khu vực lau khô hút bụi thì có gồm những thiết bị gì? Ở đây sẽ bao gồm là một cuộn Zulo tổng hợp gồm có hai cuộn hơi và một cuộn điện để phục vụ cho việc xì khô, lau vỏ và cắm máy hút bụi. Máy hút bụi của trung tâm ở đây sử dụng dòng máy hút bụi 3 motor của Uni Việt với dung tích bình chứa là 80 lít để phục vụ cho việc hút bụi phần sàn xe khi mình rửa xe và vệ sinh trần nỉ, sàn nỉ khi mình dọn nội thất. Máy bao gồm cả có chức năng hút nước. Còn đây là chiếc xe đựng dụng cụ 3 ngăn để khi anh em thao tác công việc mình có để hóa chất, dụng cụ, khăn lau và các dụng cụ lên trên này, mình di chuyển đến nơi cần thi công. Còn ở bên cạnh là được lắp đặt chiếc cầu nâng hai trụ của Uni Việt loại dằng trên. Cầu có sức nâng là 4,5 tấn để phục vụ cho việc sơn phủ gầm, thay dầu, thay nhớt, sửa chữa và bảo dưỡng nhanh của trung tâm. Tiến vào bên trong này bên trong này là đặt chiếc máy hút nhớt hiệu Uni Việt với model là HC3297. Máy hút nhớt có hai công dụng. Một công dụng là để hứng dầu nhớt khi xả từ trên cầu hai trụ anh em xả đáy xuống, và một chức năng nữa là sẽ hút nhớt trực tiếp từ máy qua lỗ thăm dầu. Còn đây là khu vực đặt chiếc máy ra vào lốp và toàn bộ những thiết bị đi kèm cho việc làm lốp, sẽ bao gồm là máy ra vào lốp model U24 chuyên dùng cho xe con, xe tải nhỏ, và kích cá sấu 3 tấn, toàn bộ phần cao dán, miếng vá, đồng hồ bơm lốp,
con lăn, máy mài xăm lốp để phục vụ cho việc ra vào lốp. Và khu vực bên phía bên trong này là khu vực đặt máy nén khí dùng để cấp hơi cho toàn bộ hệ thống hơi trong nhà xưởng. Thì ở đây mình đang setup cho trung tâm công đoàn Auto một chiếc máy nén khí hiệu UniViet với model là HTA80, sử dụng điện 3 pha, công suất motor là 5,5 kW và dung tích bình chứa là 300 lít. Đó là toàn bộ những thiết bị cho một trung tâm chăm sóc xe và kết hợp làm lốp mình đã setup cho công đoàn Auto tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu với quý vị và các bạn toàn bộ những thiết bị và hóa chất dụng cụ cho một trung tâm chăm sóc xe trị giá gần 300 triệu mình đã setup cho công đoàn Auto tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Nếu như anh em đang có nhu cầu quan tâm về thiết bị hay muốn setup một trung tâm chăm sóc xe thì có thể liên hệ trực tiếp với công ty qua số hotline ở trên clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.